Yo, hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với channel của Phí Xanh. Rồi ơi, FPT Flash. Thánh à? I am the ghost walker. I am the ghost walker. The door to another dimension. Wow. Mình cứ tưởng ngon dán ở dưới chân anh em. Ra nó chỉ là chai nước mình lăn lăn qua. Tên tốt này, chưa anh em. Ngon anh em ơi, mày ấy, gửi mày T2. Muốn đập lên luôn nhỉ. Bán con này đi, cần bán thêm con này đi. Phải đánh thế cũng hơi liều anh em. Sao T2 thì yên tâm hơn một chút rồi. Ok anh em ơi. Give me a shot, send me a look what you got. Còn này mình thêm một con Amelie 2 đấy, khá là tím. Không quá, mình thông sao hai này, ok. Bạn no man. Phở lo xin luôn. Mình chơi góc này cũng được anh em ơi. Góc này có con rat. Lo xin luôn, hơi sợ. Gặp này đi. Nhân ưu thì có sách thánh này thì gần như đánh đội hình gì nó cũng khá là tín. Nhưng mà sẽ ưu tiên về thú hơn một chút anh em ơi. Ưu tiên là thú một chút. Sách thành đánh cố gắng cái giữ chuỗi thắng này cũng khá là ngon nếu mà giữ được. Airy này lấy con Airy về cũng tạm chấp nhận được, không quá khỏe đâu bởi vì trừ 30% giáp nó cũng có gì đặc sắc lắm nhưng mà thôi dùng tạm anh em ơi, không có gì dùng. Đổi ra ném cho con Violet được, thưa cho con AT đi để đề phòng nó đánh hụt, nó lệ nội tại các thứ được. Đó, nhiều con để đánh thú này, có Yon nữa. Tươi. Con này bỏ đi. Thêm floor đi. Góc này khá là xấu. Này bỏ người. Này giữ lại NPC thì chưa cần đâu. NPC thì chờ một chút nữa. Cung à? Cung cũng được vì mình có cái đồ này. Nhưng mà sách thánh rồi thì thường đánh cung lại không hợp lý lắm. Xem ra đồ gì nữa nhé. Góc này thì bị con Brad này cầm hai giác mệnh vậy. Chơi game gớm vậy anh em. Wow, mình bị bắn này. Xiên này. Ôi, hai tay sấy trượt rồi.
mình nghĩ lấy lại xấy lại vẫn ok em. Sĩ thua, sĩ thua. Gai A khá là tín này. Thú anh em ơi, nâng cao đánh thú thôi. Là thú này chắc là cũng không đánh được Yon. Thú máu sách thánh này không đánh Yon được anh em ơi. Thú thôi, thú thôi, mình không đánh Yon được. Con này thì cái con này chứ. Mới kích thêm con gì, kích thêm vùng chiến cũng không cần thiết lắm tao. Hai con thú, chờ thôi anh em ơi. Chơi game đang chờ thôi. Xây nốt là được. Có khai A mà anh em châu á. Má là cần tìm. Hai T3 à, có cần thiết mình không cần à. Võ cũng cần. Mà đi đơn à. Không có tướng gì để giữ máu anh em ơi. Không có vấn đề nam giải, không có tướng gì để giữ máu rồi. Level 8 và sau level 9 mà lên luôn à. Lên luôn thêm con gì. Tướng giữ máu à, cho hai con thú này vào. Hai con Floor cũng khá tín. Vera, Vera chưa lên 2. Rat này đấm chết con kia của mình này. Rat này đấm chết con kia của mình. Floor bắt đáy à? Floor xin luôn này. Floor xin không nhân đôi đam này. Xin. Ok, xin được Rat. Hai tay sẽ cân được hết không? Có cân hết nhỉ? Ôi giấy trượt nữa, giấy trượt thì không cân được rồi. Khó, cái này phải có thêm mình trượt ray 2 cái gì nữa. Tìm mình chơi khỏe toàn Roman, Roman. Không cần thiết để giữ máu nhỉ? Tắt luôn. Ta sau lên nhá, không vội đâu, mình mất chuỗi thắng rồi. Chuỗi thắng thì cũng không quan tâm nữa. Đen quả kia floor xin luôn, con floor 2, con floor mình không làm gì. Đưa ra, đưa ra 2. Floor xin. Nói là giết được con Vera không? Không giết được Vera cũng hơi khổ đấy. Giết được. Không sao, đồ này lên game đánh sẽ khỏe. Đồ cả đầu game cũng chưa quá là gì. Sức mạnh tối cao thôi. Lên game sẽ tím. Trên mà lúc xuống dưới nhé. The fragrance of romance is truly intoxicating. Đang đánh hai anh Vera thôi. Ui mà có đổi ma lốc nhỉ. Lốc bình hai con. Hai con già, một con CC, oh, chưa mua ấy à? Chết rồi, giờ rồi anh em ơi. Không có... Đánh đánh này thôi, mặc dù có đồ cho ma lốc. Sao, chịu nếm mất nằm gai một chút nhé. Thương bắt đáy bên này, mà mình nhớ thế. Sao đâu anh em ơi, chấp nhận thua thua một chút được. Thua thua thiệt thiệt một chút được.
hai tay ăn choáng nữa thì chịu rồi. Cái gì hai tay ăn choáng nữa vậy? Bao nhiêu con Yon trên đời này vậy? Mỗi một con Yon này mình gặp đúng con Yon này. Đẹp. Choi khá quan trọng bởi vì có mỗi bạn đánh Yon thôi em ơi. Xem bao nhiêu bạn đánh Yon nữa nhé. 15 con Yon. Thoải mái anh em hãy lấy Choi quan trọng hơn. Còn cái đồ Malok này khá tín nhỉ. Cầm con tướng gì nó cầm đồ cầm chiêu một tí à, có bán thần là già này là có đi là có về Malok đi quát Malok đây Malok hai đồ chia ba đồ luôn là tê sách thánh được tay góc dưỡng. Già đi rồi. HT hơi mỏng nhỉ. Nó lúc nhảy được một phát này, hai phát nhảy này. Nó có gánh nốt này. Con này lẽ phải để đến trên này, quên mất con này không đi bộ lên. Mỗi một cái thương. Lỗi nhiều quá, đánh lỗi lầm nhiều quá. Si teo chưa có. Ma lốc chưa có hai. Bên trên nhé. Prissy, theo. Nhìn nào có đấy. Ô nhảy không chết con teo luôn kìa. Teo không thấy hề hấn gì luôn kìa anh em ơi. Con sao chịu thua 5 rồi. Cần con teo này, cần con ma lốc 2 mình mới chơi tiếp được anh em. Kìa cho teo sớm. Vera 2. Chơi teo nhỉ. Yon sấy giữa à? Bây giờ chôn đẹp bạn ơi, chôn khoảng 10 điểm lắm. Không mất máu kìa anh em ơi, đánh nó không mất máu kìa. Thì hước thật. Không sao, bây giờ ngắt chuỗi được rồi. Tìm teo thì mới là C2. Đây rồi, mày chưa có ma lốc này. Bây giờ cho PC vào với cả cho gì vào nhỉ? PC vào cho gì vào? PC cần cho vào không nhỉ? Đấy, mỗi teo ma lốc nhỉ? Ma lốc 10 teo còn 6 à? Trộm hơi nan giải anh em ơi. Nhưng mà vẫn phải lên ma lốc 2 mới chơi được. Lên con ma lốc 2 nó tanh nữa. Hai đồ này. Quét đi. Mình tặng QC2. The door to another dimension opens. Now.
Hương đáy này. The door to another dimension opens now. Hay cho Malok cần đứng dưới cầm sách thánh nhỉ? Tao bắn ulti phát này em. Đúng rồi. Ui giời ơi, trốn cái gì đây, trốn tê. Rồi, thẳng mặt con Yon rồi anh em ơi. Một phát nữa thẳng mặt Yon tiếp, đúng rồi. Thẳng mặt Yon tiếp, quét nộ, đúng rồi. Thẳng mặt con Yon tiếp, đúng rồi. Quét nộ tiếp phát nữa. Nộ tiếp phát nữa. 3 2 1 phải cả nhà ấy không chết con thú luôn ạ. Hai choi cần đấy nhỉ? Mình có một cái huân chương rồi, hai choi đi. Choi này mình sẽ ném cho Quét. Thật Quét khá là ok với cái đồ này. Mình sẽ cho nó cái sẽ cánh tiếp đi. Malok một con nữa này. Theo một con. Reese chắc không cần đâu nhỉ? Có ai trách thương đổi thương gì không? Còn thương bên kia thôi nha. Eo, nó cót này. Đầu đấy, đầu đấy. Malok này, Quét nộ này. Malok nhảy được rồi này. Quét chắc nộ để thêm phát nữa này. Vô tận giáp ảo luôn này. Mày là bự. Crack cầm đồ này cũng được, nhưng mà con Malok của mình đang có cái Gaia nên mình muốn cho con Malok mình cầm cái huân chương hơn anh em. Cầm Gaia có huân chương nó sẽ trâu chó hơn. Rồi, bây giờ yên tâm lên một chút được rồi. Malok này khá là trâu chó rồi. Voi, rồng thổi, rồng thổi, rồi đang chéo góc này thôi. Có thương đáy bên kia thôi. Một con cát này thương đáy bên này à. Hơi sợ nhỉ. Mà hai bạn ấy để cùng thương một góc ấy thì mình còn chơi một góc được, chứ mình bạn ấy hai thương để mỗi bạn để một góc thì mình phải chạy thôi. Mình cho teo giữa thì hơi lỏng. Teo giữa tại cái này teo một ấy, xong rồi con Nakot nó khá nhiều Nakot nên Nakot nó xuống nó chém chết con teo mình mất em. Để teo giữa không yên tâm lắm. Đây là một thương bên này với là một. Ố, muốn có thương bên này thôi anh em ơi. Có thương bên kia thôi. Thế thì khá ổn. Đại chuồn sang góc này. Quét độ phát nữa. Mày hả bưởi, ui không kịp nộ. Nó cũng tùy trận anh em ấy. Không phải trận nào mình cũng lên chín sớm. Chín sớm không có cái gì đép để lên chín được là cũng hơi lo. Một trận mà đép khỏe thì không nói làm gì, nhưng mà trận đép yếu nhiều trận này. Sẽ đép này. Áp lên cũng thám rồi. Chạy vào đây phát cho các bạn ấy đỡ phải soi nhá. Soi mình đỡ sợ nhá. Quét nổ xong đáy bên kia Yon. Ê mà con Yon này nó sẽ sấy thẳng Malok mình này. Hơi vấn đề nhỉ. Malok mình giữa không? Malok mình đứng giữa khá là tín đấy. Anh em ạ. Nói cho Malok mình đứng giữa đi. Lại trôn rồi. Quân Việt Nam rồi, quên mất đấy. Bỏ cái này ra, hơi ít đam để giết hai con quái này, chứ chắc là giết được hai con quái này. Quét nộ và chém thường.
Đừng chôn em phát nữa nhá, chôn em phát nữa là cút đấy. 6, 5, 4, chết rồi. Má quên mất đấy. Mất xứ đồ rồi. Rốt thế nhở. Mất bán xứ Chrissy bây giờ anh em ơi, thôi phải lên. Má nó cũng phải ra. Nó cãi được, rốt. Rốt thì mình nhận. Fuck. Pain. Pain. Pain được. Justice rate knights to me. I will see my destiny to the end. Rốt quá, chấp một đồ rồi. Chơi game nó đã khó rồi còn phải chấp đồ nữa. Một bộ. À nó không ăn thua thì con voi ba luôn, luôn teo một bắn con voi ba này như gãy gãy ngứa anh em ơi. Thôi coi như quả vừa rồi mất một cái khiên thất truyền hay là cái gì thôi nhá. Coi như mất một cái đồ phế phế thôi, đừng lại có đồ tiếp. Truy hồn. Thên này. Cái này truy hồn cho ma lốc được, nó thôi cho teo đi. Hay teo lấy choáng nhỉ, rồi ma lốc lấy truy hồn. Thôi ma lốc ba đầu kia đang ngon. Teo 2 này. Mình đang cần bạn là... Không cần bạn Thên đâu, mình đang cần bạn ấy cơ. Cần một cái bạn tên là Voncat cơ. Nhưng mà bạn ấy không thấy có mặt rồi. Không thấy có mặt luôn. Thấy mặt bạn Voncat. À, teo bắn à? Teo bắn mà lúc mình có cho anh em ơi. Một nhảy, ok, hai nhảy này. Hai nhảy, ok, ba nhảy này. Ba nhảy này. Còn thêm là Malok nữa. Ui dồi ôi, 4 nhảy. Đi rồi. Chấp một đồ đó. Đó không phải chấp đồ đâu, chẳng qua ngồi đấy mình ngu thôi. Quá ngu. Sờ chu pịt. Chấp một phải bà khỏe thế. Mày đi luôn này. Cái chai đứa lăn chân mình cứ tưởng con sán. Malok nữa này. Nhưng mà không có con Volcat thì ma lốc này cũng hơi vô dụng anh em ơi. Hai sách thánh không? Ừ, hay đánh hai teo nhở? Thôi kết bà đi. Ma cót à. Phát chui sang góc bên kia đi. Thế này mình có choi mình sẽ chơi được nhá, tanh được góc này nhá. Một bồ này. Con quy này xuống đây đấm đau quá anh em ơi. Con quy đi lại gần đây em ấy, đi lại gần đây. Đổi đồ một chút nhá, sách thánh này sang cho con Malok này. Thương ngải thần này sang cho con Thêm, cho con Thêm đứng lên cao. Bắt đầu em. Tuấn Anh ấy là Tuấn Anh thua mình à. Chịu. Fuck. Em ơi. 7 cái podcast mà. Chúng ta gặp bạn này rồi, bạn này gặp Tuấn Anh thôi này. Nacot bạn này dễ chui này. Rồng mà này thổi đâu đây, con cát này. Sát thủ này, rồng thổi chéo, rồng thổi thẳng đây em không? Ok, không sợ. Có thổi gì không? Đổi gì cũng không sợ nha. Ơ, chết rồi, con cát. Có con cát. Đẩy vào đáy. Quên đó, quên đó. Rốt quá anh em ơi, quên mất con cát này rồi, choáng vào đầu nó đi. Choáng vào đầu nó đi. Ok, à, quên con voi. Ôi, ôi quên mất con cát nó nhảy xuống đáy anh em ơi. Thật là bất cẩn mà. Ôi thôi xong con teo mình rồi. Red đánh thường. Red. Eo ơi quên con podcast nó xuống đáy mình.
Làm gì ai có thương đâu, làm gì có ai có thương đâu. Mình kẹt kéo con teo đấy vào trong. Trời ơi. Dùng cái đầu đi, hãy dùng cái đầu đi, dùng cái đầu đi. Chrissy. Dùng Chrissy nhắm. Này chắc phải đi. Đây, đứng cái góc này nè. Trời ơi. Fuck, nhưng mà con cắt đâu rồi? Đổi con cắt ngon vãi. Trận này đánh một con cắt một teo là cút luôn ấy, còn có thêm Drac nữa. Chắc bán hai Malok và đi rồi anh em, hôm nay là Malok 3 thôi xong rồi. Trừ khi pha này có thể đằng sau nhá. Đằng sau thì mình cân nhắc lên Malok 3 không thì thôi nhá. Fuck, tốn tiền quá. Có nhà tăng sót tướng được, mình cần một cái tăng sót tướng á. Từ đấy không có Drac được nữa. Ô may quá có tăng sót tướng này. Thế thôi bỏ mắt phải nghị viện, bỏ Malok 3 nhá, xong rồi đi tìm con cát luôn nhá. Thêm cần. Fuck, fuck, no. Chết rồi, không có con gì để kích pháp sư. Không kích được pháp sư à. Trời ơi. Pha nhái thật anh em ơi, pha này nó trốn quá, trốn game Việt Nam quá. Thôi đi rồi. Em ơi, không thấy con cát nào. Không kích được cả pháp sư. Thên nó bổ trước, thên mình bổ sau. Teo mình choáng chết thên rồi, ok. Bắn ngang này. Chéo này. Lily này. Choáng nó này. Thên bổ đẹp nhá. Thên bổ đẹp nhá. Một thên nữa bổ choáng nó. Bắn chết nó luôn, bắn chết nó luôn, bắn chết nó luôn, choáng nó, choáng nó. Mày hả bừa ấy. Tuấn Anh này đi đi. Tuấn Anh chưa đi à? Mình phải vào Tuấn Anh à? Không xong sẽ vào Tuấn Anh, em cố lên. Ờ, chúng ta sẽ cần thêm một cái truy hồn nữa mà mình dùng được. Cố đi. Gaia, 3 Gaia. À, này cho tên này cho. Không có von cát em ơi, một vấn đề nó là không có von cũng có von cát sao mà chơi được. Đứng sát sát đây. Ờ, tìm tôi anh em ơi, tôi chịu rồi. À, chết tôi không kịp cho vào. Đó, cho vào von cát. Trời ơi. Trời ơi, đau tim. Ôi ôi, nhảy hết đi. Ô, đại bắn. Bắn. Sống qua vòng này thôi em ơi, sống qua vòng này thôi. Sống. I am alive. Đừng thua, không phải là lúc để thua đâu. Không phải là lúc để thua đâu. I am still alive anh em ơi. Still alive. Sát thủ rất nhiều, bạn khắp nơi. Kệ các bạn mình. Con cát mình bắn thẳng vào đầu con cát này nhưng mà. Đến đâu, thằng đầu con cát đi. Mình không nhớ mình chơi bạn nào luôn ý. Teo, cái con cát đứng chéo một bên cho con teo là bắn sang bên kia nhé. Ok anh em ơi. Tình hình là ok. Mấy con chó này ok. Chưa chắc đã thua anh em ơi, teo mình sẽ bắn thẳng vào teo bên kia được nhá. Con cát mình nhảy được này. Teo mình bắn thẳng teo bên kia này. Teo mình bắn thẳng teo bên kia này. Malok nhảy được này. Sống được dây nào là hay dây đấy anh em ơi, con cắt nhảy nào. Ôi chấp đồ, tôi chấp. Chấp hết, mình táo chấp hết. Tuấn Anh, ok, còn ta đi Tuấn Anh thôi. Bây giờ mình cần cái gì nhỉ? Mình trả lên được con gì nữa, mình hết sử tiền. Lên chắc lên được con cắt 2 thôi. Tìm được con cắt 2
Teo 3 hơi khó này. Con cắt 2 đi. Pha này, con cắt 2 không có. Van cắt 2, con cắt 2 không có. Tại vì Tuấn Anh à? Bắn con Illu trước nhá. Sẽ tập trung bắn con Illu trước đi. Illu là có truy hồn, mày giết nó trước anh em ơi. Mà lúc mình choáng được Mongkat này. Mongkat mình có choi nhưng mà nó không sống được à. Nhảy được phát cuối, ok anh em ơi. Eo ơi, cái trận đấu này đóng kim thật sự. Mặc dù mình đánh áo ngáo mấy quả buồn cười quá. Thế là vẫn thắng đấy. Mày vãi. Người may thật, trận này người may thật. Nhiều may mắn. Thôi anh em ơi, video mình nên kết thúc rồi. Anh em thích thì kết trên thì hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé.